Chương trình khuyến mãi thu 2023 của Vietravel sẽ diễn ra từ ngày 15 tháng 8 đến 15 tháng 11 với mong muốn mang đến cho quý khách hàng những hành trình thu mới lạ và đặc sắc. Cùng với đó là hàng loạt ưu đãi đặc biệt dành cho khách hàng hoàn tất thanh toán đến hết ngày 15 tháng 11 năm 2023, cho các tour khởi hành từ ngày 7 tháng 9 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2023 trên phạm vi toàn quốc.